Giới thứ 8 không nằm ngồi quá cao là bao nhiêu thế bạch sư? Trong cái này đó thì mình phải coi lại cái trong tạng luật phân tích giới tỳ kheo, trong cái phần mà giới về cái giường nằm á, thì ở đây đó là Đức Thế Tôn đặt ra quy định đó, là cái giường, cái chân giường nha, không tính cái thành giường, cái khung giường, cái tấm ván giường thì không tính, chỉ tính cái chân thôi, thì nó không có quá 8 bề rộng của 8 ngón tay. Ở đây có nhiều tranh luận, chưa có thống nhất. Thì có vị đó thì xét là bề rộng đó, nó tương đương với bề rộng ngón tay của người bình thường. Thì như vậy á, cái bề 8 ngón tay là cái chân giường nó không quá 20 cm, mà 20 cm thì nó nằm trong khoảng một gang tay. Còn cái thứ hai là cái nếu mà tính theo bề rộng cái ngón tay của Đức Thiện Thệ, tức là 3 lần ngón tay người bình thường, thì tức là nó không quá 60 cm. Mà cái này thì vẫn còn tùy theo tùy vị mà chúng ta lấy cái số đo nào. Riêng sư á, thì sư nghiêng về cái giả thuyết cái thuyết thứ hai là tính theo ngón tay Đức Thiện Thệ, tức là khoảng 60 cm. Tại vì nếu như mà chỉ 20 cm thì một cái gang tay của mình thôi, cả một gang tay của mình thôi, mà một cái giường như vậy, một cái giường mà cái chân giường mà cỡ gang tay á, thì nó rất là thấp, thì suy nghĩ là phải 60 cm chân giường mà 60 cm thì nó tính được là giường cao thì hợp lý hơn. Còn cái giường, thế nào là giường rộng? Rộng á, ở đây đó là có thể đứng được 16 người phụ nữ đứng múa. Tức là cái giường của mình mà 16 người đứng ở trên đó mà múa được á, thì cái giường đó được tính là giường rộng. Còn cái mà xinh đẹp á, là gì? Là cái giường của mình á, nó có trang trí hoa văn trạm trổ, hình hoa lá cành, rồi thú này thú kia, thì nó là cái trạm trổ xinh đẹp.